Levi đang đứng ngay chỗ đường dẫn vào đất của mình nha. Đây là đường nhựa nè. Rồi, đường qua đất của mình cũng đang lên nhựa luôn. Linh không xe ô tô hiện tại bây giờ là mình không vào được, để mình đậu xe ở ngoài nha. Đất của mình ngay đó, ngay chỗ cái hàng rào màu đỏ đỏ bên tay phải của mình nè. Mọi người thấy không, cái hàng rào đỏ bên tay phải từ đây mà ra trung tâm thị trấn Châu Thành chỉ có hơn 1 km thôi. Đường đang làm đổ nhựa nè. Đường đi qua đất của mình là đường thông ra rất là nhiều hướng. Có ngay chỗ cái xe máy đang đi đó là đất của mình ngày đó đó, xe máy ngày đó.